Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang chia sẻ tại triển lãm miền Trung Tây Nguyên mở rộng. Và trước mắt quý vị đó là cái tác phẩm Xuân Thu, mọi người đang tham quan khá đông quý vị ạ. Em chào tất cả các anh nhá. Các anh cứ tham quan tự nhiên nhé. Vâng, các anh cứ chiêm ngưỡng tự nhiên thoải mái ạ. Đây là tác phẩm dự thi quý vị nhé, mang số danh 46, một tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi thì đeo cái biển như này quý vị ạ. Các anh nghe cho em cái cảm nhận về cái tác phẩm Xuân Thu. Em mộ nhất của em trên công nghệ. À đây à, đây em, rồi. Em nghĩ em anh không đem cái này tác phẩm này mà em nghĩ là anh đem cái ngũ cũng vào. Em là người hâm mộ nhất cái đường núi này, rất chi là ngoài ngoài cái về thân cốt của con ngày công ngày xưa rất quý, mua đắp nước vườn. Nhưng mà quyết định bán để làm côn gọn lại chứ không đều đều dài dài đâm dài chậu 1m6 2m 1m6 2m8 chậu hoa đại. Cái này là tâm một cái trong những cây tâm huyết làm con trực và con hành 8 bông, con này là 10 bông, nó là 18 bông và con số đặt cát ở trong sách ra con số 18. Đây là cây nhất phát, người đầu tên là Xuân Thu, người là nhất phát. Chúng em này nghe em là người Bình Định nhưng mà sinh sống ở trên Đắk Lắk, em là dân Nam Định. Nói chung là từ Huế đến Bình Định trở vào người ta chơi cây, cây là chơi đúng tại vì cây phải có độ khôn là thần cổ thụ. Và nếu mà cây mà cứ liều liều mà nó mất cái cây ở triển lãm anh ạ. Cái này là cây ở triển lãm Bình Định Quy Nhơn. Dạ. Đấy là anh cảm nhận chứ còn trong này làm đẹp hơn ngoài Bắc ạ. Cái lúc đầu tiên gì? Dạ vâng, ngày trước là máy khâu ạ, bây giờ là Xuân Thu anh ạ. Vâng, nó gọi là cây máy khâu ạ. Em chào anh. Vâng, anh dòng Bắc nhỉ. Anh là người ở tỉnh nào anh? Anh ở Kinh Môn, hôm mình gặp chú đấy. À anh ở Kinh Môn à? Vâng vâng, em xin lỗi không nhận ra. Vâng, anh chủ nhân ở bên áo đỏ ấy bên cạnh nha. Biết cây này là cây máy khâu. Vâng, ngày xưa là máy khâu. Ngày xưa là cây máy khâu nhưng mà sau này thì là anh ấy chuyển sang cây Xuân Thu. Xuân Thu. Vâng. Vâng. Bây giờ là không phải máy khâu nữa. Cây kia nó không lớn rồi. Cây của Thường này. Ngày xưa anh nhớ lúc mới lấy ở nhà vườn nhà Phan. À. Bây giờ nó to bao nhiêu? Đấy, đại gia kha đục đam nhé. Anh đợt này dự kiến anh vào đây anh mua bao nhiêu cây? À, vào đây tham quan thôi. Tham quan. Vào đây tướng nhiều thì cứ phải cây nào mà hợp ý thì cũng lấy. Bắt một hai tướng hay tá về Bắc Giang. Xã rằng là nếu mà được thì cứ luôn. À vâng. Rồi cố gắng chúc anh sẽ sở hữu được cây quý. Cái này cây quả của anh nhỉ? Vâng, cây của anh Lâm, Trần Lâm ạ. Em cắt là gần 4 năm đó. Quý vị ơi, đi một hồi rồi các anh vẫn đang tâm sự ở đây. Em đang mê quá. Chủ nhân với những người yêu cây này đang rất đông. Đây là phân hoành nhá, cây tốt ở đây đối xứng và chia tay cành đối xứng và không được đòn gánh. Đây là đòn gánh, không bỏ hẳn cái này đi, bỏ thế này đi. Tay một nó phải làm đây này, nhìn thấy chưa? Nó bắt đầu thân nó mới giật lên, nó đi tay vờn cái lắc ra cả đúng rồi. Đoàn Hà Nội còn rất nhiều tác phẩm ấn tượng đó quý vị ạ. Đây cũng là cái tác phẩm Bonsai Đức Huy đánh giá rất cao tại triển lãm miền Trung Tây Nguyên. Tác phẩm của anh Cường, tác phẩm hai thân cực kỳ ấn tượng quý vị nhỉ. Nếu ai hiểu được tác phẩm và chứng kiến được cái đồ thay thì
mới cảm nhận được cái giá trị của tác phẩm. Một cây xanh dáng mẫu tử rất dài. Và trong 2 năm trở lại đây, Vasa Đa Huy chứng kiến cái sự thay đổi, cái biến đổi của tác phẩm khủng khiếp. Đây tác phẩm mà đã hoàn thiện rất lâu rồi, từ chân bệ đến đường thân, bông cành chi răng, một cái nét đẹp đồng bộ, đẹp hoàn mỹ, không đục đẽo, không xăm trổ. Chúng ta nhìn vào đấy thì cái nét đẹp sạch sẽ mịn màng, được ví như người hoa hậu không giao kéo. Thưa quý vị, rất rất tuyệt vời. Đó là những cái cây ấn tượng tại triển lãm miền Trung Tây Nguyên năm 2023. Và cái khu vực Hà Nội còn rất nhiều những cái cây ấn tượng nữa. Và Sa Đa Huy đến đây cũng xin phép được dừng lời đây. Xin được chia sẻ cho quý vị tại những cái thông tin sau. Khu vực Hà Nội cũng như các tỉnh về với triển lãm. Xin chân thành cảm ơn quý vị.